nhung. Ôi vậy đó hả? À, chị Thi nhún á. Anh cứ chọc anh lúc nào cũng đè hàng. Mày đi, mày cũng lúc nào mày cũng nhúng nhúng. Em nhúng rồi nè. Bà đi không bao giờ bà đi yên được anh. Đúng rồi. Bà nè nghe anh chơi. Lúc nào cũng vậy đúng rồi. Chứng tỏ sao anh đi nhúng đi là từ xa nhúng đi lại cho em coi coi có nhúng không? Đúng không? Đi lại coi. Bình thường nha. Đi bình thường nha hai ba. Có nhúng. Có nhúng hả? Có nhúng. Nhúng nhẹ, nhúng nhẹ, nhúng nhẹ. Có nhúng nhẹ. Có nhúng nhẹ. Chế giờ đó nha. Đơ là có nhúng rồi ta. Trời ơi. Chúng thấy Nhung ngồi đây, chị Nhung ngồi đây. Chị Tài, xe giỏ cho em ngồi coi. Người đàn ông gì mà không có bao giờ lịch sự à? Sao lại qua vậy? Xích quá. Người đàn ông không có lịch sự. Về Mỹ mà còn không lịch sự nữa. Đây là chị Phi Nhung chứ mới vừa. Đây là con Phi nhún á. Ủa em nhún mà ta. Không có, có. Nhưng mà quý vị thấy không? Phi nhún nhưng mà tính tình như Phi Thiền vậy đó, bye bye vậy đó. Vừa rồi anh về Cam Ranh có ghé mộ mẹ. Anh còn ghé với em thôi. Chị Phi Nhung không ghé luôn hả? Còn có cái bất biết bất biết. Không, thôi bây giờ cái show này nó hấp dẫn hơn là cái đó. Ôi, ghê lắm. Tại sao? Cái này là thâm cung nội chiến thì gia đình nội loạn nè. Nghe nó nói lâu lắm không đi thăm mộ mẹ là quýnh. Ây da. Đánh thiệt, đánh thiệt. Đánh thiệt, đánh thiệt. Đã em bận đi làm chứ bộ. Quýnh con bị nhún nè. Nhưng mà em mấy đứa em mọi chợ đưa tiền đó, nó đi về nó mua đồ. Đi rồi. Nhung. Thăm mộ vẫn đẹp mà sạch sẽ lắm. Dạ. Ở Nghĩa Trang Hoàng Nghĩa là yên tâm mà. Nghĩa Trang Hoàng Nghĩa Cam Đức là yên tâm. Giờ là Cam Lâm. Xém chút xíu nữa là em anh thành vợ chồng. Lôi, mày nằm mơ đi nha Nhung. Xí nhờ đó. Đứa nào cũng già giờ bây giờ. Hồi xưa là anh Hoài Linh yêu đơn phương chị Phi Nhung. Có không? Có yêu đơn phương, bà Phi Nhung yêu đơn phương tôi. Trời ơi. Cái đó nói ra thì con gái nó hơi nhục nhưng mà thiệt. Trời ơi. Trời má anh thích em làm con dâu anh. Vậy thôi, con dâu thích nhưng mà bà là bỏ bụng mắm tôi rồi. Không. Không, nhưng mà bây giờ là chị Phi Nhung chỉ đi theo anh Mạnh Quỳnh trở lại rồi. Chị đã trở nối lại tình